Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là iPhone 8. Thực sự mà nói thì chiếc điện thoại này đã ra mắt được khoảng hơn một năm nay rồi. Và nếu như bạn cần cho mình một cái điện thoại nó phải nhỏ gọn, dễ sử dụng bằng một tay, thiết kế đẹp và quan trọng là nó phải mạnh, thì cho đến thời điểm hiện tại, nếu như ngoài chiếc điện thoại này ra thì mình không tìm được một sự lựa chọn khác thay thế dành cho các bạn. Có thể nhiều bạn sẽ suy nghĩ đến một vài chiếc điện thoại chạy Android, ví dụ kiểu Google Pixel 3. Thế nhưng thực sự mà nói, đặt cạnh Pixel 3 với cả chiếc iPhone 8 này thì tôi chắc mình ném Pixel 3 một góc, tại vì nó quá xấu luôn. Ok, ai sẽ là những người nên mua cho mình iPhone 8? Chúng ta sẽ đánh giá cũng như là chia sẻ thẳng thắn với nhau trong video ngày hôm nay. Let's go nhé. Thực sự mà nói thì bản thân mình thì mình thích sử dụng những chiếc điện thoại màn hình lớn, tại vì không gian nó sẽ thoải mái hơn, trải nghiệm sẽ ok hơn, cũng như là làm được nhiều thứ trên nó. Nhưng mình cũng đã nhìn rất nhiều tấm gương. Vợ mình là một ví dụ điển hình. Cái hồi ngày xưa cho dùng iPhone 6s không sao, cho dùng iPhone 7 không sao, cho dùng iPhone 8 Plus cái, con đầu tiên thì mất, con thứ hai thì làm rơi vỡ màn hình. Bởi vì sao? Bởi vì quá to, cầm nắm sử dụng không tiện trong quá trình sử dụng, dẫn đến là rất nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nên bây giờ đang dùng iPhone 10, không biết là có chuyện gì sẽ xảy ra nữa hay không, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa vấn đề gì. Đấy là câu chuyện của mình. Vợ mình đã xử lý hai con 8 Plus bởi vì đơn giản, đấy là nó quá to. Hay là bạn mình lựa chọn mua iPhone 8 cũng rất nhiều lý do thôi. Chỉ cần một cam là đủ, quay phim ok các thứ, và nó nhỏ gọn, đúc túi, mọi thứ đều cực kỳ dễ dàng. Thì nói chung là rất nhiều lý do để người ta lựa chọn iPhone 8. Chứ có rất nhiều bạn sẽ đánh giá vào đấy: ui ôi, giá của iPhone 8 bây giờ 11 triệu mua máy cũ 99% các thứ. Tầm đấy tao mua ngay con iPhone 7 Plus rồi, to hơn, sướng hơn, màn hình đẹp hơn các thứ. Mỗi người sẽ đều có một nhu cầu khác nhau. Thế nên mình mới có một cái video như này để phân tích rõ hơn, giải đến cho các bạn. Đúng không? Thì điều đầu tiên, từ nãy giờ mình đã nói rất nhiều về cái vấn đề đấy, thiết kế bên ngoài nó nhỏ gọn. Thì nhỏ gọn chính là cái điểm mà người ta sẽ lựa chọn iPhone 8 đầu tiên. Tại vì sao? Thứ nhất, màn hình kích thước 4,7 inch và kích thước tổng thể của máy nó không hề quá lớn đây. Đặt cạnh với một chiếc 10R, các bạn có thể thấy nó nhỏ gọn hơn cực kỳ là nhiều. Và nếu như đặt cạnh với cả chiếc, đây là Note 9, trời ơi, các bạn cứ thấy kiểu là một cái như là bố, một cái như là con ấy. Nó cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Và nếu đặt cạnh với cả đây, chiếc Oppo R17 Pro, nó vẫn cực kỳ là gọn gàng luôn. Thế nên nhỏ gọn chính là lý do đầu tiên khiến cho người ta sẽ lựa chọn iPhone 8. Có nhiều bạn thì cũng sẽ thắc mắc đấy là tại sao không phải là iPhone 7 hay là iPhone 6S. Thì vấn đề tiếp theo chính là thiết kế. Form, thiết kế không khác biệt, nhưng vật liệu nó là thứ tạo nên sự khác biệt. Kính và cái màu sắc, cụ thể hơn đây mình có cái màu gold này, rất đẹp. Và nếu như bạn nào mà cá tính mạnh hơn một chút xíu, chúng ta có thể lựa chọn phiên bản Red Product màu đỏ trên iPhone 8. iPhone 8 thực sự rất đẹp. Khả năng tiếc khi mình không mượn được con iPhone 8 Red Product, nhưng mà màu gold này cũng thực sự rất là ngon rồi. Và vợ mình thì rất khoái cái màu này. Đấy, lý do vì sao đòi dùng iPhone 8 Plus và làm vỡ màn hình con này đây. Và cũng bởi vì nó có cái thiết kế đẹp hơn như vậy nên dẫn đến là nó gây ấn tượng với người đối diện, cũng như là với cái màu sắc như vậy thì mình nghĩ là nó cũng sẽ phục vụ được rất tốt cho nhu cầu của người dùng, kiểu khoe điện thoại các thứ, ai chẳng thích điện thoại đẹp đúng không? Và quan trọng hơn cả là đây là chiếc điện thoại gần như là cuối cùng bây giờ còn giữ lại là cái thiết kế phím home phía mặt trước. Nếu như ai mà đã dùng quen những cái thiết bị theo kiểu dạng full màn hình mặt trước, vuốt vuốt các thứ, 10R, iPhone 10S, 10S Max các thứ, thì đôi khi sẽ cảm thấy cái này nó cảm giác như kiểu bị tụt hậu mọi thứ, rất là phiền phức, rất là kiểu xấu mặt trước, viền dày vãi cả đại. Nhưng mà nếu mà ai mà đang sử dụng những thiết bị từ 6S, 7 trở lên thì chuyển sang iPhone 8 này thì họ sẽ tìm thấy một thứ gì đấy rất là quen thuộc. Và nếu như ai hay có cái thói quen sử dụng điện thoại bằng một tay, mình sẽ nhận là một tay nhá, thì các bạn sẽ thấy là cái phím home vật lý phía mặt trước như thế này nó tiện đến mức độ là như thế nào. Hoặc là nếu mà ai mà hay đi ra đường các thứ, mình biết rất nhiều người hay phải đi ra đường mà vẫn phải sử dụng điện thoại, nghe điện thoại các thứ, thì cảm biến vân tay cũng như là thao tác trên một cái thiết bị nhỏ gọn như vậy nó tiện lợi hơn rất nhiều so với những thiết bị màn hình lớn hơn, hay là chúng ta phải mở Face ID các thứ này nọ, nó rất là phiền phức. Và nói chung là iPhone 8 dựa trên rất nhiều nhu cầu của từng người khác nhau thì chắc chắn nó sẽ phục vụ đến những đối tượng khách hàng nhất định của nó. Tiếp theo là những ai cần cho mình một cái điện thoại phải nhanh, phải mượt, phải cực kỳ mạnh. Thực sự mà nói thì nhanh, mượt, mạnh rất nhiều điện thoại có thể làm được, nhưng phần lớn là kích thước màn hình to.
Còn với những thiết bị có kích thước màn hình nhỏ gọn, sử dụng gọn gàng trong một tay như thế này thì cũng không có quá nhiều. Bây giờ mình có thể điểm đến một vài những sản phẩm như là iPhone 8 này, như là Google Pixel 3 này, hay là Sony XZ2 Compact này các thứ. Còn nữa ông ta? Cơ bản là hết rồi. Cái này nó gây ấn tượng bởi chip A11 2GB và quan trọng hơn là chạy iOS thì là cực kỳ là mượt. Mình biết là những ai sử dụng những điện thoại nhỏ như vậy thì sẽ phục vụ đến 3 mục đích chính. 1. Nghe gọi nhắn tin. 2. Lướt Facebook. Và 3. Là chụp hình sản phẩm. Cái thứ 3 thì chắc là mỗi người một ý, nhưng mà hai cái đầu thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều người sử dụng. Thì các bạn phải hiểu là chúng ta sử dụng như công việc hàng ngày thì với iOS và Apple A quá mượt luôn, cho đến bây giờ iPhone 7 vẫn thực sự rất mượt, không có lý do gì để iPhone 8 không mượt cả, và đấy chính là điểm cộng. Điều thứ hai nữa là chúng ta sử dụng những cái ứng dụng mạng xã hội, ví dụ Facebook này, lướt web này, chat chít nhắn tin, thì bàn phím của iPhone 8 có thể nó không lớn như là 8 Plus hay là iPhone 10, 10S, 10S Max hay là 10R các thứ, nhưng cái chính là cái độ chính xác khi mà gõ thì có thể nói là nó ăn đứt so với những chiếc điện thoại Android có cùng kích thước màn hình kiểu như vậy. Và cái điều này nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái trải nghiệm của người dùng. Mình biết rất nhiều chiếc điện thoại Android như là Sony XZ2 Compact hay là Pixel 3 trải nghiệm rất tốt về mặt tốc độ. Nhưng cái trải nghiệm về gõ phím thì nói thật với các bạn, nó vẫn cứ phải gọi là sách dép cho iPhone 8. Mình phải nói rõ ràng luôn là nó sách dép cho iPhone 8 luôn. Thế nên là phục vụ cho mảng social, chat chít, nhắn tin các thứ, iPhone vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Và cuối cùng thì nó là camera. Thực sự mà nói, camera của iPhone 8 chất lượng từ cả camera trước lẫn chất lượng camera chính. Ở đây nó sẽ thiên về cái việc lấy chi tiết và đo sáng tốt, cũng như là khả năng HDR khi mà quay video, chụp hình các thứ rất ngon. Camera selfie của iPhone 8 không ngon, nhưng mà kết hợp với 360 rồi mấy ứng dụng bên ngoài thì lại rất đẹp, là snow các thứ. Và tin mình đi, bạn gái nào mà selfie các thứ thì lại rất thích cái cảm giác cầm điện thoại như vậy, bấm tạch. Nó cực kỳ là tiện luôn, chứ thay vì kiểu to như này, đây, cầm như này, du, vỡ mồm. Đây là điện thoại nhỏ đấy, nó lại có thêm một cái điểm cộng của nó như thế khi mà chúng ta cầm selfie kiểu như thế này. Rồi camera chính, quay video rất ngon, làm vlog các thứ cực kỳ ngon, khả năng thu âm quay video của iPhone thì nó thuộc dạng bá đạo rồi. Nên là lại thêm một lý do nữa khiến cho những chiếc điện thoại nhỏ như này lại phục vụ rất tốt dành cho từng cái nhu cầu khác nhau của người dùng. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải thẳng thắn với nhau hai điều. Độ phân giải màn hình thấp, PPI vào mức 326, tương đương với con này. Và nếu so sánh với những đối thủ của nó chạy Android thì màn hình của iPhone 8 sẽ là một cái điểm trừ nhất định. Điều thứ hai nữa, đây là thời lượng pin không ngon. Pin của máy chỉ có dung lượng chưa đến 2000 mAh. Và thực sự để mà sử dụng con này trọn vẹn trong một ngày thì đấy nó là một thử thách khá lớn dành cho người dùng. Và mình nghĩ là sạc dự phòng sẽ luôn luôn là một cái món đồ không thể thiếu được khi các bạn sử dụng những chiếc iPhone nhỏ như thế này. Nói chung là với iPhone 8, nó có những thứ thực sự rất tốt để phục vụ cho nhu cầu của người dùng là khác nhau. Thế nên là quan trọng là bạn có hợp hay không. Và nếu như bạn hợp với những thứ mà mình vừa đưa ra thì đây sẽ là sự lựa chọn ok dành cho các bạn. Nhưng nếu so sánh với 7 Plus thì bạn thuộc team nào? 8 hay là 7 Plus? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và nếu như bạn muốn mình so sánh kỹ hơn về hai sản phẩm đó thì hãy đóng góp ý kiến ở bên dưới. Có thể mình sẽ làm trong một vài ngày tới. Thì sao? Nhớ bấm đăng ký để đón chờ những video tiếp theo trên Tony Phùng Studio nhé. Còn video này của mình xin được dừng lại tại đây. Nhớ tham khảo giá tại 7S. Quan trọng hơn là mức giá máy cũ rất tốt, máy mới thì cũng thực sự rất là ngon. Hàng chính hãng này cũng còn được chiết khấu giá nữa. Và quan trọng là mấy hôm nữa sẽ có sale đẫm máu. Trời ơi, mình tin là iPhone 8 cũng sẽ được giảm giá rất nhiều. Thế nên các bạn hãy nhanh tay click vào link phía bên dưới phần mô tả video và ghim trong phần comment nhé. Bấm vào sale đẫm máu để lại thông tin. Ví dụ tôi muốn giảm giá iPhone 8, để lại số điện thoại các thứ. Biết đâu là mơ ước giảm giá iPhone 8 chỉ còn tầm khoảng 8 triệu là có thật thì sao? Nhanh tay lên nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!